Alo, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái chuyên mục gọi là Tâm sự đêm khuya, chia sẻ đêm khuya với The Fancy Dev. Thì bây giờ đã là 12 giờ 12 phút, đúng số đẹp nha, 1212. Thì đúng khuya rồi, vô tiết mục này. Thì thật ra chia sẻ thật với các bạn là hôm nay mình cũng hơi mệt, hơi bị gọi là đau đầu, giống như không biết là do thời tiết hay sao. Sài Gòn mấy bữa nay là cứ sáng nắng chiều nó mưa, mà nó mưa lớn vãi luôn, là thấy cũng khá là mệt. Nhưng mà được cái là những cái video của mình có video mà dạy dạy lập trình của mình á, thì có các bạn xem, các bạn ủng hộ, rồi các bạn đặt câu hỏi. Vừa tính đi ngủ cái có bạn kia có thắc mắc gì đó, bạn 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 nhắn, bạn hỏi mình dạy, mình trả lời cho bạn. Xong rồi tự nhiên thấy mình là có động lực, mình làm tiếp video, nên là ngồi quay xong, mới quay xong cái video rồi lại quay qua đây làm cái series gọi là Tâm sự đêm khuya. Thì cái video này mình sẽ nói về cái ngành công nghệ thông tin nói chung luôn ha, nghĩa là giống như là một cái video hướng nghiệp vậy đó ha. Mình giải thích như là công nghệ thông tin là gì, rồi những cái bạn nào thích hợp để theo đuổi cái ngành này, và công nghệ thông tin học cái gì, lương cao không, rồi học có khó không này kia kiểu ha. Rồi thì bây giờ để bắt đầu cái buổi buổi mà xàm xí ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cái công nghệ thông tin nó là cái gì. Nhiều người, nhiều bạn cứ đi học rồi cứ nghe bạn bè kêu là ok cứ học công nghệ thông tin đi, nghĩ không biết chọn nghề gì, không biết học ngành gì thì cứ chọn đại ngành công nghệ thông tin đi, nghe nói nó hot lắm, nghe nói ngành đó là sang chảnh, thế này thế nọ, cái lọ cái chai gì đó, cái bạn bè số dạy rồi rồi nghe theo. Thì tất nhiên là cũng có bạn đam mê, cũng có bạn thích mà biết trước rồi đó. Nhưng mà tôi nói thí dụ như theo những cuộc khảo sát của tôi trong cái thời gian mà tôi đi học á, thì đa phần là nó béo biết vô trường nó học cái gì luôn, không? Nghĩa là tôi nghe bạn tao đăng ký vô đây, tao với nó chơi thân, tao đăng ký vô tao học, ai về đâu tao đậu nó rớt kiểu vậy. Rồi có thằng thì ba mẹ kêu đăng ký thì đăng ký, rồi thấy cái tên hay hay thì đăng ký, rồi nghe nói cái ngành đó hot lắm thì đăng ký, chứ nó không hề có một cái khái niệm đó là công nghệ thông tin là gì. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn về cái ngành thông tin ha. Thì theo như cái wiki thì nó nói là công nghệ thông tin là cái cách mà mình sử dụng computer, nghĩa là máy tính, để mà lưu trữ, nhận, truyền và xử lý data, giữ nghĩa là dữ liệu và thông tin. Thì đó gọi là công nghệ thông tin, nó là information technology ha. Đó là wiki nó giải thích, nó kệ nó đi, từ để tôi bật cái avatar của tôi lên nha, nha nói chuyện có avatar nhìn nó mới thú. Rồi, trong thời gian chờ chờ cái avatar lên thì mình nói tiếp. Thì thật ra nói thì nghe có vẻ phức tạp vậy thôi, chứ còn để chỉnh vô rồi, để chỉnh vô ngồi thẳng lên rồi. Chụp hình cái nè. Ok rồi, để tôi kéo ra ngoài. Rồi, chào cái cười. Hello, ok, đẹp trai. Vậy thì ai ai là người gọi là phù hợp với cái ngành công nghệ thông tin này? Ai là người phù hợp với cái bộ môn mà gọi là công nghệ thông tin này? Ha. Đây là cái kênh của tôi nữa, phải không? Kênh rất là chuối, nhưng không ai xem luôn rồi phải.
chưa chưa có nhiều người biết tới hay sao, hay là tôi nói dở không ai coi hay sao không biết, mà đại khái là nó cũng còn rất ít được được view. Hy vọng là sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ để mà nhiều bạn biết tới hơn ha. Đó. Thì bây giờ quay lại ha. Quay lại cái câu chuyện là ai là cái bạn nào thì phù hợp với cái việc thích hợp với cái ngành mạng tin này. Thì đầu tiên là cái bạn đó phải là một cái người gọi là có một cái khả năng xử lý logic tốt. Khả năng xử lý logic tốt. Xử lý logic tốt thì nó thể hiện qua cái việc là bạn học toán giỏi. Bạn giỏi toán chưa chắc bạn xử lý logic tốt, nhưng mà bạn xử lý logic tốt thì bạn sẽ học toán giỏi, tại vì nhiều khi bạn giỏi môn toán là do thằng bạn kế bên bạn giỏi nữa chứ không chừng. Nên đừng ngộ nhận ha. Thì xử lý logic tốt là một trong những điều tiên quyết để có thể học được theo cái ngành mạng tin này. Cái thứ hai nữa là bạn có một cái sở thích về máy tính, máy móc, PC các kiểu. Đó, thích mày mò tìm hiểu và thích chơi game. Đó. Ví dụ như cái máy PC ngày xưa của tôi là từ năm lớp lớp 4, lớp 5 gì đó, hình như là nhớ lớp 5, lớp 6 gì đó. Không nhớ rõ nữa, là tôi được ba mẹ mua cho được một cái máy tính đầu tiên, đó, máy tính đầu tiên luôn. Thì tôi cái máy đó là tôi tháo ra, tôi dặn nóc, tôi tháo ra, tôi lắp RAM, tôi gắn RAM, tôi lắp ổ cứng, rồi con CPU, rồi tôi tháo ra, tôi gắn lại. Tháo gắn đã xong rồi không có linh kiện mới để thay. Ngày xưa đi học khổ lắm, đâu có tiền đâu mua linh kiện mới, thôi mua để thay. Thì tháo ra gắn lại chơi thôi, lâu lâu tháo ra chùi bụi thôi. Rồi học cài Win, nghĩa là đó xài Win 95 chán thì chà cài Win 98, Win 98 chán rồi lại chạy lại cài Win Mi. Cài Win xong rồi lại cài driver cho Win, rồi lại cài game, và đặc biệt là thích chơi game, rất thích chơi game ha, cài máy chơi game đó. Thì nó cũng cũng là một dạng bạn rất là phù hợp. Cái thứ ba nữa là trong những cái bộ môn trong trường đó thì mấy cái môn về máy tính mấy ông giỏi, giống như là quả sale nè, và đặc biệt là những cái bộ môn về lập trình giống như là Pascal, hoặc là nếu những cái ông nào mà có đi học những cái bằng vi tính ở ngoài á, thì có thể là các ông sẽ biết thêm được Visual Basic chẳng hạn vậy. Thì đó là những dấu hiệu của căn bệnh là công nghệ thông tin giai đoạn đầu. Thì nếu như mà bạn vào được cái ngành công nghệ thông tin rồi á, thì bạn sẽ học những cái gì ha? Thì chắc chắn tôi nói chắc chắn các bạn luôn, tôi không cần biết các bạn định theo chuyên ngành là phần cứng hay phần mềm hay là cái gì. Thì chắc chắn đều là bạn đã giao công nghệ thông tin rồi thì bạn phải học lập trình và học toán và toán cao cấp. Đại số cao cấp, đại số tuyến tính, rồi tích phân gì đó tùm lum ha. Thì bắt buộc là những cái môn đó, và đặc biệt là phải biết lập trình căn bản. Mình sẽ có những bộ môn gọi là lập trình căn bản ai cũng phải học đó, thì học lập trình rồi sau đó mới bắt đầu chia chuyên ngành. Thì ở Việt Nam mình thì thường họ nói là chia ra là ngành mạng tin thì họ chia làm phần cứng và phần mềm, nhưng mà cũng có thể là đúng, nhưng mà ở Việt Nam thì tôi không nghĩ là cái ngành phần cứng ở Việt Nam phát triển giống như là cái ngành phần cứng như, như là chế tạo một cái mainboard, một cây RAM mới, hay là con chip mới chẳng hạn, hay là chế tạo một cái máy móc gì đó giống như là Misfit. Không biết công ty Misfit của Vọt nó chế tạo đồng hồ thông minh chẳng hạn vậy đó, thì đó thì những cái thằng đó nó mới liên quan nhiều tới cái hardware, tới cái phần cứng. Còn ở ở Việt Nam mình thì tôi nghĩ là mạnh nhất nó vẫn thiên về phần mềm, có nghĩa là lập trình làm ra những cái hệ thống dựa trên những cái phần cứng có sẵn đó.
xây dựng những cái phần mềm. Thì trong ngành tin thì nó có thể chia là, ví dụ như các ông làm phần mềm bình thường đi, thì sẽ có back-end. Back-end nghĩa là những cái ông mà làm server, code những cái phần xử lý ở phía bên server. Rồi front-end thì làm những cái giao diện cho user họ tương tác. Ví dụ như là web cũng là front-end. Rồi những cái mobile, những cái app mobile front-end đó. Hoặc là những cái app trên PC, macOS gì đó. Nói chung là những cái gì mà user họ tương tác được thì nó ném về front-end. Thì nếu như các ông mà rành về cả back-end và front-end thì mấy ông có thể join vô một cái dự án với vai trò là full stack. Full stack có nghĩa là cái gì trong cái dự án đó ông cũng nhảy vô hết. Yeah. Chữ stack đây giống như là stack holder, nghĩa là những cái người có những cái thành phần mà có đóng góp có liên quan ở trong cái project nào đó, thì cái chỗ nào ông cũng nhảy vô hết thì ông là full stack. Ngoài ra thì cũng có một cái mảng làm game, nếu cho các bạn thích làm game. Thì làm game đa phần thì khi mà làm game thì sẽ có những cái game engine giống như là Unity hay là CoCode 2D gì đó, để cho các bạn có thể lập trình game trên đó một cách đơn giản nhất có thể. Thì ngoài ra thì nó còn một số mảng lớn khác mà đang rất là hot hiện nay, giống như là cái mảng AI, AI á, Artificial Intelligence đó, là trí thông minh nhân tạo. Thì trí thông minh nhân tạo thì bên trong nó, cái này thì nó không mới, thông minh nhân tạo thì không mới, giống như là mấy cái con bot mà mấy ông đánh chơi đánh cờ, nó đã là AI rồi đó, nó không phải là ML không đâu nha mấy ông, nó là AI đó. Thì sâu hơn một lớp nữa, nghĩa là vào đào sâu hơn nữa thì nó sẽ có là machine learning, nghĩa là máy học. Rồi sâu hơn nữa thì nó có là deep learning, nghĩa là học sâu, nghĩa là nó tìm hiểu một cái mảng nào đó rất rất là chi tiết dựa trên những cái thông tin, những tập dữ liệu có sẵn ha. Thì đó là, thì yêu cầu mà để các bạn có thể theo đuổi cái mảng AI này á thì yêu cầu về toán khá là cao, khá là căng. Tới bây giờ mình vẫn vẫn chưa có đủ khả năng để mà mình có thể tìm hiểu được, là do mình bị dốt toán. Gu toán, học toán rớt mấy lần luôn. Nên giờ nhìn toán là sợ. Mà chưa kể là toán là còn phải có xác suất thống kê nữa. Nó mà môn nào tôi cũng rớt vài lần. Nên là tới bây giờ tôi vẫn chưa nhúng chân vô được cái mảng này. Thì yêu cầu về toán là rất cao ha. Rồi kế tiếp là có một cái mảng chuyên về làm mạng, mạng máy tính và network. Thì cái học, nếu mà các bạn học về mạng máy tính này á, thì các bạn có thể ra để làm những cái bạn giống như là system engineer, nghĩa là các bạn lo về phần là quản lý server, quản lý server, quản lý network của công ty, internet wifi của công ty, tình trạng này kia kiểu. Rồi lên một tầng nữa thì các bạn sẽ trở thành DevOps chẳng hạn, nghĩa là bạn đã biết về system và bạn có thể tạo ra những cái tool để quản lý system luôn, quản lý hệ thống server backend của mình luôn, monitor nó chẳng hạn. Thì nó kêu là DevOps, DevOps Operation đó, gọi là DevOps. Ngoài ra thì các bạn nếu mà yêu thích gọi là hack hack các kiểu, có thể tìm hiểu về những cái lỗ hổng bảo mật, thì các bạn có thể làm bên cái mảng security đó. Thì cái mảng security thì các bạn sẽ giống như là những cái hacker mũ trắng, hacker mũ đen gì đó, các bạn sẽ tìm hiểu những cái lỗ hổng ở phía bên trong của những cái hệ thống đó. Thì cái lỗ hổng nó từ đâu ra? Thứ nhất là từ những cái framework mà người ta xài, giống như là khi bạn đi lập trình bạn sẽ biết là không ai mà code code nguyên cái hệ thống mà code
có từ từ đầu đó, những cái dòng code đầu tiên họ sẽ di luôn luôn dựa trên những một vài cái framework nào đó. Như bây giờ bạn dựng cái website lên mà để nhanh nhất thì các bạn có thể sử dụng WordPress chẳng hạn. Đó, thì WordPress cũng là một cái framework để bạn có thể build ra một cái website rất là nhanh, chỉ cần vài click chuột, không cần phải lập trình. Thì đó, thì nhanh cái thì đổi lại cái việc là một khi mà thằng WordPress nó bị một cái vấn đề gì đó về security thì người ta có thể lợi dụng vào cái lỗ hổng đó để người ta tấn công vào cái trang web của bạn, lấy được những thông tin nhạy cảm bên trong trang web của bạn. Thì những người mà học về tìm hiểu về hacker, về security đó thì họ sẽ làm về cái mảng security ha. Thì luôn luôn sẽ có hai mặt, là một cái hacker mũ trắng và cái mũ đen. Nếu bạn là một hacker giỏi thì bạn có thể tìm ra được những cái lỗ hổng ở trong cái sản phẩm của công ty đó, và chỉ đánh theo yêu cầu ngay vậy. Còn nếu mà bạn là một hacker mũ đen thì bạn có thể là đi gọi là châm chĩa thông tin, rồi ăn cắp tài khoản, hay là đánh chết thằng website này, đánh sập con server nọ, kiểu là làm những việc xấu. Thì có quyền hành trong tay, có khả năng trong tay thì đi làm việc xấu, đó là hacker mũ đen. Hacker còn có những hacker mũ trắng là thấy lỗ hổng bảo mật thì báo cho người ta biết đó. Thì nó mạng nó cũng khá là thú vị ha. Rồi thì nói chung là nó cũng bao quát những thứ, gần hết những thứ mà tôi biết trong cái những cái người mà tôi quen ở trong cái ngành nhận tin này. Thì ngoài ra nếu mà bạn bạn không thích làm về những cái thứ mà gọi là chuyên sâu nhá, như thế này, nghe là nhưng mà bạn cũng đã từng học qua công nghệ thông tin rồi, bạn có một cái mindset làm việc thì nó cũng có một số ngành gọi là phân tích hoặc là QC. Phân tích là gì? Ví dụ như là bạn phân tích một cái business, đó là trong trong công việc thì người ta gọi người đó là BA, là business analytics. Thì cái người đó sẽ có cái vai trò là khi có một cái yêu cầu gì đó phát sinh ra, cần xây dựng mới một cái hệ thống nào đó, hay là có một cái feature gì đó mới, thì cái người BA đó sẽ đứng ra phân tích hết tất cả những cái gọi là tính năng ở bên trong cái hệ thống, những cái function mới đó. Và nói chung phải làm việc với cả khách hàng và đội dev để mà đưa ra được những cái yêu cầu cụ thể để cho dev họ có thể làm cách dễ dàng, ít thay đổi và chính xác với những gì mà người khác yêu cầu. Thì đó là BA. Ngoài ra thì bạn cũng có thể làm QC. QC thì là mấy ông mà gọi là nôm na gọi là tester, tối ngày đi bắt bug của người khác á. Thì công việc đại khái là nó lòng vòng chỉ có nhiêu đó thôi. Còn nhiều các bạn hỏi là học công nghệ thông tin thì ra trường nó chắc chắn nó có việc làm không, thì mình xin trả lời là không không chắc ha. Không chắc, có thể là có, không có thể là không, tại vì còn tùy tùy vào cái khả năng học của bạn, các bạn học có tốt hay không, các bạn học cái trường có tiếng hay không. Ở trong Sài Gòn này nói chung là cái thông tin này nó cũng không gọi là official lắm, nhưng mà mình có nghe một vài bạn nhân sự chia sẻ với mình là có một số công ty á, thì họ nhìn cái tên trường để mà họ tuyển chọn. Ở trong Sài Gòn này có vài cái trường mà nổi tiếng giống như là Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, còn trường nào nữa không ta, tôi còn còn một hai trường gì nữa nhưng mà tôi không nhớ tên. Thì đại khái là khi mà họ tuyển chọn, họ sẽ lựa cái tên trường đó, những cái trường mà có tiếng tăm trước khi mà bạn nộp CV vô, thì họ sẽ duyệt qua những cái người nằm ở trong những cái trường đó trước, rồi họ phỏng vấn trước. Nếu mà phỏng vấn ok rồi thì coi như là những cái người kia, những cái trường khác họ coi như là không có cơ hội, mặc dù là chưa biết thằng nào giỏi hơn thằng nào nha, chỉ là do cái tiếng tăm của cái trường thôi. Thì đó,
thì tùy cái việc là bạn học có tốt hay không và cái trường bạn học nó có tiếng tăm gì hay không. Chứ bạn nếu mà bạn cứ tưởng tượng bạn học công nghệ thông tin ở cái trường giống như là đại học thủy lợi thì nó nghe nó méo liên quan gì với nhau á. Mặc dù là bạn có thể giỏi nhưng mà nó rất là khó để mà một cái bạn bạn nào đó bạn nhân sự có thể lựa chọn cái CV của bạn đi phỏng vấn, trừ khi là họ rất là thiếu người. Và nói thẳng ra thì ngành công nghệ thông tin này nó cũng rất là thiếu người các bạn, nó thiếu người chứ nó không có dư thừa người, nhưng mà nó đào thải cũng ghê. Thì ngoài ra thì còn về cái khả năng đi phỏng vấn của các bạn nữa, các bạn học cái nền tảng bên dưới các bạn tốt, các bạn đi phỏng vấn các bạn tỏ ra thái độ tự tin, không quá chảnh chọe, thì khả năng là kiếm được việc làm cũng không khó. Nghĩa là học nghề thông tin thì không khó để kiếm việc làm nha, không khó để kiếm được việc làm. Cái ngành nghề thông tin của Việt Nam mình cũng khá là phát triển, mà mình như như mình đã nói một vài video trước đó là người Việt mình rất giỏi, và nếu như có hạn chế duy nhất của người Việt mình đó là cái tiếng Anh thôi. Thì nếu như có một cái công cụ để họ có thể tìm hiểu công nghệ thông tin mà gọi là không không cần phải tiếp xúc với tiếng Anh quá nhiều đó, thì mình nghĩ là nó Việt Nam mình sẽ đưa cái ngành công nghệ thông tin mình lên rất là cao, chỉ sau Trung Quốc thôi. Ấn Độ không có vé, người Ấn Độ không giỏi được như người Việt Nam mình. Rồi tiếp theo ha, lâu lâu mình bơm bơm cái mấy bạn Việt Nam lên xíu, nhưng mà người Việt Nam mình rất là giỏi thiệt. Rồi thì tiếp theo là học công nghệ thông tin thì lương cao, đó nghe nghe người ta đồn là dạy lương cao. Thì giống như trong những cái video mình hay nói đó, học cái khóa học này ra xong là lương 1.000 đô kiểu vậy, thì đó là sự thật chứ không phải là nói chơi, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Thì cái lương của cái ngành nghề thông tin này thì nói thẳng ra so với mặt bằng chung mới ra trường thì lương nó khá là tốt so với các bạn đi học về tài chính hay là marketing hay là xây dựng hay là gì gì đó, so với những cái ngành mà xã hội khác thì cái ngành nghề thông tin này đầu vào họ khi mà nhận vào thì được trả trả lương là khá là cao so với những cái ngành khác, cao so với ngành khác. Nói trên mặt bằng chung thôi nha, cũng có tùy người, thì có người cao người thấp, nhưng mà mình lấy trung bình thì nó sẽ cao hơn những ngành khác. Giống như là theo những như tôi biết thì ở cái hiện tại thì một bạn mới ra trường hoàn toàn có thể lãnh được cái mức lương đâu đó tầm khoảng 10 mười mấy triệu một tháng, khoảng 15 17 triệu là có ha. Thậm chí là có những bạn giỏi thì có thể là nhận luôn cả mức lương là 1.000 2.000 đô rồi, nếu mà làm cho những công ty nước ngoài rồi. Nó là những con số có thật hết ha, nếu mà chứ mình không có bịa ra, mặc dù mình không thể nào show bằng chứng lên đây cho các bạn được, tại vì lương là gọi là thông tin nhạy cảm ha, secret information ha. Thì đó nghĩa là mức lương thì nó không không thấp, nhưng mà làm công nghệ thông tin thì các bạn sẽ không bao giờ giàu được, không bao giờ giàu được. Đói thì sẽ không bao giờ đói, nghĩa là lúc nào cũng ở trong tình trạng là đủ ăn đủ uống, nhưng mà các bạn sẽ rất là khó để làm giàu nếu như mà các bạn không có build ra được một cái business gì riêng cho mình. Nhưng mà cái chuyện đó thì tạm thời mình bỏ qua ha. Mình chỉ trả lời cái chuyện là mức lương có cao hay không thôi, thì như mình đã nói mức lương cao hơn mức trung bình của những cái ngành khác. Rồi thì học công nghệ thông tin nó có khó không? Thì theo mình nghĩ thì nó cũng có thể khó mà cũng có thể là không, tùy tùy bạn coi là bạn có thích, nghĩa là đầu tiên là bạn có thích theo học những cái ngành công nghệ thông tin không, bạn có thích về công nghệ hay không, rồi bạn có cái nền tảng ổn định hay không,
đó. Và nghĩa là nói chung là phải có một chút xíu quyết tâm á, tại vì thường thường vô 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 học mình thấy đa phần là bị ngợp, tại vì học trên đại học thì nó khác với học cấp cấp 2, cấp 3, thì do môi trường lên đại học là các bạn đã bị ngợp rồi. Sau đó học những cái môn nghệ thông tin này nó ban đầu thì sẽ thấy nó hơi nhàm chán, nó thì nếu như các bạn yêu thích thì các bạn sẽ tìm được niềm vui trong đó, thì các bạn sẽ thấy nó không khó. Còn nếu như mà bạn nào mà bị ngợp xong rồi thấy nó cũng không có gì vui, giống như trong suy nghĩ của mình, tại vì ngày xưa trong suy nghĩ là ok, vô ngành nghệ tin thì chắc suốt ngày lấy máy tính chơi game, chả ai nói được đúng không? Và thực tế là hoặc là suy nghĩ là ok, tao vô học này để tao làm được cái game, nhưng mà tao chơi game của tao luôn chẳng hạn vậy. Nhưng mà thực tế thì thường thường không giống như trong mơ đâu. Mà nếu như bạn nào sống được với cái thực tế này thì mình nghĩ là học nghệ thông tin nó cũng không có khó, nhất là mấy cái môn mà gọi là tư tưởng Mác Lênin đó, gì đó, tư tưởng Hồ Chí Minh đó, rồi lý luận Mác Lênin đó, thì mình nghĩ mấy cái môn đó là mấy cái môn khó nhất. Rồi học công nghệ thông tin thì nó có khô khan không? Thì mình nói thẳng luôn là học công nghệ thông tin nó cực kỳ khô khan, tại vì cái điểm mà tao nói mà chán nhất trong cái bộ môn, trong cái ngành nhận tin này khi đi học á, là nó méo có gái nữa, nó cực kỳ khan hiếm gái luôn. Nếu lớp nào mà có được một hai cô em gái là nói chung là nó mừng húm rồi, nhưng mà mình biết là thường thường thì gái sinh nó học mấy ngành khác rồi, vô ngành nghệ tin này thì kiếm được một bạn mà xinh xinh nó khó lắm. Nó kêu là chỉ cần một bạn nó mà hơi xinh thôi là xung quanh nó là nó trai nó theo đuổi rồi, gọi là kín mít luôn đó. Thì tôi khuyên mấy ông là ví dụ như mà muốn học ngành này thì nên có bạn gái trước, hoặc là chờ sau khi ra trường rồi đi đi làm có tiền thì kiếm bạn gái, chứ đừng nên kiếm bạn gái trung khoa trong trường, nó rất là khó, cạnh tranh rất cao mà cũng không hề có lợi nữa. Tại vì biết đâu hả, một ngày nọ nó hack hết tài khoản Facebook rồi, rồi email rồi tài khoản ngân hàng của bạn, nó hack sạch hết, đó là tan nát. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái ngành công nghệ thông tin. Thì đợi hẹn các bạn ở một vài video sau để nói về học công nghệ thông tin. Thì nếu mà muốn học lập trình thì muốn mình sẽ học về cái ngôn ngữ nào thì là tốt nhất chẳng hạn vậy, ví dụ vậy hả. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại, giờ đi ngủ đây.